Chào tất cả mọi người. Ok, thì đây là Obeta 38 rồi các bạn. Obeta 38 rồi nên bây giờ đó nó khá là FPS cao đấy. Obeta 38 mà Obeta cao vẫn cao nha mọi người. Obeta cao thì chạy phải what's up, không có cửa ăn được mình đâu tất cả các bạn ơi. Lâu quá không gặp anh em ơi. Thì ok, hôm nay giờ làm một cái clip là nói về cái Obeta này. Thì Obeta này vẫn ok, nếu mà Obeta trước rồi các bạn FF cao thì Obeta này FF chắc chắn cũng cao. Obeta bay trước thì mình chơi ở trong cái phòng này thì cũng là 120 mấy FPS, thì bây giờ nó cũng là 120 mấy FPS, tức là nó vẫn cao. Ui. Bay như chị em luôn. Đấy, FF cao thì chơi rất là mượt các bạn. Cảm giác nó rất là trơn. Có thể các bạn xem đây là FF ảo. Nhưng mình có một cái niềm tin và mình có một cái cảm giác thật đó là FF này là FF thật các bạn. Tức là máy của mình nó không đạt tới FF này nên mình không có cảm nhận được. Chứ nếu mà mình có thể trải nghiệm được. Trời ơi, bay như chim luôn. Oh, lần này là cầm 2 cây AW à. Muốn lật kèo thôi, kiểu này cũng không có lắm. FF cao thì mình đấu ngán mấy thanh niên này đâu. Nó ở đâu ta? Nha, nhanh. FF mượt mà các bạn, FF mượt thì bắn nó rất là ok. Thì những cái mùa này thì FF muốn bật FF cao nên cũng chả khác gì mấy mức của mùa các mùa mấy mùa trước các bạn. Mấy mùa trước các bạn bật FF cao như thế nào thì mùa này bật FF cao cũng giống vậy thôi. Mùa trước mình dùng các phương pháp y chang mùa này luôn và FF rất là cao. Còn bởi vì này một bộ đồ cực kỳ là cũ. Một bộ đồ là từ những cái lần đầu tiên mình làm clip về Free Fire và hướng dẫn tất cả mọi người. Thì đây là một trong những bộ đồ, đó là một bộ đồ rất là cũ rồi. Thì hai bên đều là rank vận động nha. Ui ơi mẹ nó đồ cũ luôn rồi. Itachi ghê ở siêu siêu thuật lật lá này hơi ghê nha. Ok, thì như mọi người nhìn bộ đồ là mọi người nhớ nhớ mày con, mày bắn tao được lần tôi con đấy, thấy không? Bộ đồ này trông nhất là nhớ không mọi người, nhìn bộ đồ là nhớ nhớ lại cái lúc mình làm clip không? Tại làm Free Fire nó ít người vì xem quá mọi người, hay là do chắc là do mình làm clip nó dở quá đó nên là ít người coi, nên tạm thời là không có được cái thu nhập nào từ cái làm YouTube này. Mà sau tới mình sẽ chuyển sang làm animation, không biết mọi người thích coi animation không? Sao mà nhanh bằng tôi được, du sao mà nhanh bằng tôi được. Không, one shot ngay, không có cửa thắng được tôi luôn. Cái ván đầu tiên là tôi sơ ý thôi, chứ mấy ván sau là tôi cố ý. Cố ý là sao mà ăn được tôi, hiểu không? Để tôi xem kỹ năng MB của tôi bây giờ. Được rồi, trình độ tôi nhớ là hôm qua là kêu đặt tâm cao rồi. Đặt tâm cao rồi. Đặt tâm cao nha mọi người. Đặt tâm cao cái ơi, tôi muốn đặt tâm cao mà bánh MB tập đập đặt đặt tâm cao mà đặt tâm tầm chung chung nha, đặt tầm 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 ngay người ui giời easy easy. Tôi sẽ leo từ rank đồng lên rank bạc cho anh em xem. Vậy thì cùi quá nhỉ, không sao, anh nói chung là anh em mà xem là nói chung là ủng hộ tôi rất cảm ơn anh em luôn. Tôi đang leo rank này nên tôi cũng chơi được, mà trình độ tôi là leo 1-1 thôi chứ leo 22 lâu lép. Leo 22 là tới mùa xuân là chưa xong nước rồi. Thanh niên này bắn như một cái máy đục. Đục đi, đục đi, đục đi. Nhìn cái mặt là biết đục rồi. Bị đặt đeo mặt nạ hả? Tôi không thích mấy thanh niên đục đục vậy nha. Đục vậy không vui nha. Đục vậy không chơi nha. Bắn phát chết thôi. Chết kỳ. Đục đi, đục đi, đục đi, đục 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 đi. Đục đi. Đục đi. Đúng. Để tôi xem thằng này có cái gì, bản lĩnh gì, mang ra đây. Gì, shotgun á. Cái thằng shotgun này là shotgun đục chứ gì. Mày đục đi, mày đục đi, mày đục đi.
Nè này cũng chơi vậy, chơi vậy. Ai chơi nó được rồi. đục đi đục đục chúng tôi nè. Lắc ra, không cần lắc được lắc quá ra. Kỳ kỳ ta, kỳ nhưng không cha bắn luôn. Ngu một đục thôi, đừng có đục nhiều, đục thôi vừa thôi. Đục gì đục hoài, tôi chấp nó một cây Uzi luôn. Tôi không xài Uzi nhau mọi người, chết mẹ rồi. Chấp nhưng mà tôi vẫn có quyền chạy nha anh em. Được rồi, mày chết với tao rồi, mày chết với tao. Mày chỉ là một con sâu. Nhưng mà thằng này hay ta. Mày chết mẹ. Trời ơi. Tôi nhờ nó một cái thằng sớt này, nhờ thằng sớt này một cái đi. Lần này tôi mới bắn thật này. Lần này tôi mới bắn thật này. Không cần dùng bắn keo hay gì đâu. Tôi chạy thẳng lên thôi. Thấy không? Kỹ năng là có thừa nhưng mà chủ yếu là cho nó một cái dáng gọi là nó vui game thôi. Đấy, lên bạc rồi. Leo huyền thoại đối kháng cho anh em xem. Nãy giờ tôi chơi mới có mấy chục phút chứ mấy. 15 phút ạ. 15 phút tự động lên bạc nha anh em. Leo siêu đối kháng siêu nhanh luôn. Hôm nay an mây như cơn sóng xô dập dìu này. Nụ cười ngọt ngào chúng ta đã say Đợi xíu tôi lấy cái tai nghe đã nè. Thấy nó rồi nha, nó bên phải nè. Trời ơi, sao mà né được tôi? Hay tôi bị mất tầm nhưng mà tôi vẫn bắn chết được nó. Anh em giờ sắp tới Tết rồi, nói chung là chúc anh em phú quý đầy nhà. Tiền nút như vào mà tiền vào như nước. Nước vào như tiền. Nói chung là ok. Thành sếp nè anh em. Sao leo ranh toàn gặp thằng này không vậy? Leo ranh toàn gặp này không anh em ơi. À, thằng này đối thủ không đội trị chung của tôi anh em ơi. Tội nó quá. Gặp ai chứ gặp phải tôi thanh niên này khá là buồn này. Tôi lên tôi bắn nó nhanh chết rồi để nó ra làm bắn mới gặp thằng khác chứ. Chứ tôi nó gặp nhau hoài nó buồn nó anh em. Đu ghê. Cho nó ván đi anh em. Lâu nó buồn cho nó dán đỡ buồn. Thằng này gà lắm. Chủ yếu là tôi nhờn nó cho nó bắn đỡ buồn thôi. Trời ơi bạn ơi đứng thôi chị ạ. Tôi nói thằng này tâm lý này nó ngon lắm. Cứ đợi một chút xíu là ra bắn auto bắn rồi. Thằng này gà em. Nhìn cái tên là biết gà rồi. Sết đặt tên là nghe ấu biên thai rồi. Nghe tên là biên thai rồi. Sết là nghe biên thai rồi. Nghe sết là biên thai rồi. Không biết thằng biên thai rồi cần phải trừ khử đâu ha. Tôi biết nó ở đâu rồi nè. Ui rồi. Trời ơi, thằng này núp ghê quá anh em. Tôi phải công nhận là này là một thằng núp rất là hay. Nếu mà tôi không chủ quan, tôi nghĩ là nó là một thằng chỉ biết dùng đến cái đít chứ không biết dùng đến cái não. Đấy anh em, thấy không? Sao mà thoát được, dán cuối anh em, chơi gì. Mình cho nó cầm cái này đi, ngắm đi, bắn cá chết luôn nè. sợ ngay. Ui ôi. Trời ơi. Chạy đi đâu mà chạy.